chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh và Chuyện Miền Tây của mình. Đây là cái bầy Red Campa. Bầy này thì những con cá trội và màu sáng thì khách đã lựa hết, chỉ còn những con màu nó chưa có lên hùng, như một số con nó còn nhỏ, bữa nay nó đã lớn cỡ ngón tay. Thì cái bầy này còn số lượng cũng khá ít nên chỉ để bán tại nhà, không ship xa nữa. Để chừng nào có cái đợt mới thì cá sáng đẹp thì sẽ ship ở xa. Do ship ở xa thì mình lựa cho khách nên lựa những con chậu nhất trong bầy, lựa chừng nào đến hết thì thôi. Còn cá này thì chỉ để bán cho khách đến tự lựa cho dự ý. Đây, mặc dù cái trâu nó còn khá ít nhưng mà cái dáng trâu của nó thì nó vẫn đẹp hơn là những con thái đỏ trâu. Đây, ở bên kia mình có phơm một mớ cá thái đỏ trâu, nhưng mà cái đuôi của cái con thái đỏ trâu thì nó sẽ nhỏ hơn những con này. Con Red Campa thì cái bộ đuôi nó sẽ to quạt hơn. Nói chung do cá này để bán thì mình cho ăn cũng thức ăn cũng tương đối thôi, có nghĩa ngày cho ăn chỉ có một cử thôi, không có dùng mấy cái loại thức ăn kích trâu nên trâu một số con nó đã bị mờ đi. Bữa nay sẵn còn khá ít, bầy này tầm 50 con thì mình sẽ test thử tim bò trong một tuần lễ xem cái màu đỏ nó sẽ lên như thế nào. Sẵn quay clip cho anh em xem luôn. Đây, này tim bò có đánh dấu màu đỏ nha anh em, là tim bò đông lạnh, anh em có thể mua ở các tiệm cá cảnh đều có bán, nói chung nhãn hiệu nào cũng được, quan trọng là cái nó sẽ đánh dấu màu đỏ ở chỗ này. Nó có nhiều màu nha anh em mua lộn màu vàng thì con cá nó sẽ không có lên đỏ nha. Đây, màu xanh này cho cá dĩa, màu đỏ cũng cho cá dĩa nha, một số cái dĩa đỏ này cho cá lóc ăn thì ngon lành nha anh em. Đây, mình sẽ test và quay hàng ngày cho anh em xem, mỗi ngày mình sẽ quay tầm 1 phút thôi, 1 phút đến 2 phút cho anh em xem luôn. Đây, mình sẽ cho ăn đúng một tuần nha. Cái này là dạng tim bò đã xe nhuyễn để tủ đông nên anh em cứ bẻ ra nó rất là dễ ngắt thành cái miếng nhỏ nha. Đây, mình thả vô nước là nó sẽ gã đông cá sẽ ăn luôn, do đó không có cần để gã đông, anh em có thể cho ăn kết hợp với thức ăn luôn cũng được. Còn này mình sẽ test trong vòng một tuần nên mình cho ăn toàn bộ tim bò không luôn nha. Cái bầy này tầm 50 con thì nó ăn cũng khá nhanh, mỗi ngày thì mình sẽ cho ăn hai lần, một lần sáng và một lần buổi chiều. Trong quá trình mình test tim bò trong một tuần thì cũng có thể là một số anh em mua cá có thể lựa những con cá màu sáng nha, do đó đến hết tuần thì mình sẽ kiểm tra những cái con còn sót lại thôi nha. Này rất là dễ nha, cá rất là dễ ăn luôn, ở trong đây có trộn men tiêu hóa nên cũng dễ tiêu nha. Bây giờ mình quay là ban đêm, tại do ban ngày thứ nhất là ánh nắng nó chói, thứ hai là tiếng ồn xe đồ rất là khó quay. Đây, nắng chói gông lên này nè, ở trên cái hồ đây anh em thấy gông đóng bên trên trơn. Ban ngày thì mặt trời nó chói vô đây quay rất là khó thấy cá nên mình quay ban đêm, thứ nhất là nó yên tĩnh, thứ hai là anh em dễ thấy cá hơn. Bịch tim bò này thì 100g nha, 100g nếu anh em nuôi mấy con cá size cỡ hai ngón, nuôi tầm 4 con 5 con thì cho ăn tầm chắc cỡ một tuần lễ mới hết nha. Anh em có thể cho ăn kết hợp với tôm hoặc thức ăn riêng cũng được.
mình sẽ cho ăn tôm trước hoặc thức ăn riêng trước, sau đó mình sẽ dặm 1 đến 2 cục tim bò nhỏ cho một con cá. Con này là cá bầy nên mình cho ăn, chừng nào thấy cá nó lơi thì nghỉ. Đây, còn đây là mấy con thái đỏ châu. Mấy con này mới lên hồ khoảng 3-4 ngày nên nó cũng chưa có dạng hung. Mấy con này đợi khoảng tầm 5-6 ngày nữa mới bán ra được. Mấy con này được cái đầu nó lên căng rất là đẹp nha anh em. Đang phát triển rất là tốt. Đây có một con nằm sình bụng ở trong góc. Mấy con sình bụng thì không có cho ăn nữa nha, chừng nào có bụng nó xịt xuống thì mới cho ăn. Mấy con này tầm size 2 ngón nha anh em, cỡ 2 ngón, màu rất là tươi luôn. Đây là tiếp tục ngày thứ hai nha anh em. Bữa nay mình chùi cái hồ ở mặt trước đã hết gông. Mình thường cho cá ăn vào buổi tối, tại vì thường ban ngày có khi khách mua bắt tử thì cá no quá thì vận chuyển hơi khó. Đây, tim bò mình bảo quản mình để trong bọc nha anh em. Nếu mình để tủ lạnh thì mình để nên để trong bọc buộc kín lại. Đói nha, từ sáng đến giờ đói. Bữa nay thì màu sắc cũng chưa có gì tiến triển nha. Bữa nay tiếp tục ngày thứ ba nha anh em. Bữa nay ở ngoài trời mới mưa xong, nước đồng dũng, mưa nhiệt độ xuống thấp nha. Đây, một số con nó đã ửng ửng đỏ nè anh em. Bữa nay xuất hiện mấy con mắt trắng nè. Đợt trước thì mấy con mắt trắng mình đã bắt hết ra, bữa nay có một số con nó lên mắt trắng. Tiếp tục ngày thứ tư nha anh em. Bữa nay là ngày thứ tư mình tiếp tục cho ăn tim bò đỏ nha. Đây, một số con nó đã ửng lên nè. Có mấy cái con cá nhỏ chớm đầu này nha. Mấy con này từ trước thì nó cũng chưa có màu đỏ nhiều. Bữa nay thì bịch tim bò chỉ còn phân nửa vậy nè. Bịch này 100g, sau 4 ngày cho ăn thì còn được phân nửa, còn khoảng 50g. Nói chung thì sau 4 ngày thì nó cũng đã ửng màu vậy nè, ửng màu.
tiếp tục ngày thứ năm. Đây, bữa nay mấy con này màu có một số con nó lên khá rõ rệt luôn em, một số con nó lên khá đậm nha. Mấy con này nó gặp trên bò nó bầu quá mà. Đây, con này lên màu tươi luôn nè. Bữa nay thì mình mới thay nước nên cái hồ nước cũng khá cao nha. Có một số con mắt trắng xuất hiện. Đợt trước thì mấy con mắt trắng mình đã lừa bán hết, không còn thấy con nào, mà mấy con nhỏ thì nó đã lên lại. Tiếp tục bữa nay ngày thứ sáu nha anh em. Bữa nay bầy cá gặp bịch tiệm bò nó chạy rồi nè. Nói chung mấy bữa nay bán cũng được một mớ, khách đến lựa thường ta lựa mấy con châu sáng với mấy con mà nó ứng ứng hồng hồng đó thôi. Bịch tiệm bò thì cũng đã gần hết rồi. Chắc còn ăn bữa ngày mai ngày thứ bảy nữa là sẽ hết. Quá wow. Này mấy con này nó màu ẩn lên rất là nhanh nha anh em. Đây, hôm nay là ngày thứ bảy, mình tiếp tục cho mấy con này ăn tiêm bò nha anh em. Như vậy là đã qua 7 ngày cho ăn tiêm bò thì mấy con cá này nói chung là màu nó lên rất là khác biệt so với lúc mà chưa cho ăn tiêm bò nha. Đây, bữa nay còn một cái cục này là cuối cùng luôn nè. Mình cho nó ăn hết luôn. Anh em để ý có một số con màu lên rất là đậm nè. Đây. Hôm qua mình cũng đã bán mấy con khách lựa ngay cái con màu đỏ rất là đẹp. Nói chung là những cái con nào mà nó lên châu ít á, thì cái màu nó sẽ lên nhanh hơn. Còn những cái con nào anh em để ý trong cái bầy này, cái con nào mà châu nó vắng mạnh á, thì cái màu nó sẽ lên chậm hơn nha. Nói chung là cái tiêm bò thì anh em cho ăn thì cái khả năng kích màu của nó lên rất là nhanh. Trong một tuần con cá có thể thay đổi rất là lẹ so với ăn thức ăn. Thức ăn thì mình kích màu cũng khá tốt, nhưng mà cái thời gian nó lên màu sẽ lâu hơn. Đây có một số con màu rất là đậm nha anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Anh em nào có xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Hôm nào mình có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chế biến tiêm bò và kích lên màu. Nếu anh em nào ở xa không có gần những cái điểm mà bán tiêm bò làm sẵn, mình có thể mua tiêm bò về để tự chế biến luôn.